Thưa quý vị và các bạn, cùng với Nghệ An, Thừa Thiên Huế được xem là quê hương thứ hai, nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Đây là nơi người mẹ cao cả của Bác Hồ, cụ Hoàng Thị Loan yên nghỉ tại phía tây núi Bâng trong nhiều năm trước khi được đưa về với quê hương. Với ý nghĩa đó, tối qua cùng với tỉnh Nghệ An, tại nhà hát Sông Hương Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Người mẹ làng Sen, hướng đến kỷ niệm 155 năm ngày sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng và đồng bào chiến sĩ của tỉnh. Cùng với điểm cầu Nghệ An, chương trình nghệ thuật tại Huế được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu theo ba trường đoàn, từ cảnh vọng làng sen, đóa sen thanh cao và rạng rỡ Việt Nam, bằng việc đan xen nhiều loại hình nghệ thuật như hình ảnh, phóng sự, clip art, tranh cát, hạt múa. Chương trình đã tái hiện một cách ấn tượng quãng thời gian Bác Hồ trên đất Huế, cùng hình tượng người mẹ Hoàng Thị Loan với những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, qua đó mang lại những cảm xúc đặc biệt đối với người xem. Chương trình nghệ thuật Người mẹ làng sen còn là một lời tri ân sâu sắc đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là dịp để mọi người thành kính tưởng nhớ về Bác, người đã để lại một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với chất liệu âm nhạc đậm chất dân gian, sân khấu dàn dựng công phu hoàn trắng, chương trình cũng là một trong những điểm nhấn đặc biệt trong các hoạt động của Festival Bốn Mùa năm nay. Cùng trong dịp kỷ niệm 155 năm ngày sinh của bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Bác Hồ, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế sẽ triển khai xây dựng tour du lịch theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế với 4 tour, gồm theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế, theo chân Bác Hồ thời đi học ở Huế, khám phá làng Dương Nổ và học trò xứ Huế. Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh cũng tổ chức lễ hội Dương Nổ hành trình tháng 5 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 tại làng Dương Nổ, xã Phú Dương, thành phố Huế, nơi in dấu kỷ niệm thời niên thiếu của Bác ở Huế.